Ok, vui lên em. Hôm nay chúng ta lại thử qua con game mới. Game này có tên là Goblin Town. Game này ngày mai sẽ ra mắt nên hôm nay tôi tranh thủ thử qua luôn, trải nghiệm con game sớm coi nó như thế nào. Game này thì tôi cũng từng theo dõi nó khá lâu rồi, trông rất là thú vị nên tôi cũng rất là muốn thử qua nó. Đây, game này ngày mai sẽ ra mắt 17 tiếng nữa. Thì giá game bao nhiêu tôi cũng không biết nữa, nhưng mà anh em có thể hy vọng một mức giá hợp lý cho game này. Ở phần giới thiệu ở dưới này, họ mô tả rất nhiều cái giải thưởng cho game luôn. Cái lượng follow của game này cũng rất là cao, hơn 8.000. Game này Goblin nói về một cái cuộc phiêu lưu với chính cái chủng loài này, mình sẽ sáng tạo cho tụi nó, giúp đưa tụi nó lên con đường mà chiến thắng hơn. Thường anh em biết đến cái đề tài Goblin này đó, thì trong mấy cái chuyện mà phiêu lưu thế giới viễn tưởng hay là hai tên nữa, 210 nữa thì toàn đóng vai phản diện thôi, nhưng trong con game này thì chúng ta sẽ mà lãnh đạo cái đội quân Goblin đi làm cái gì đó chẳng hạn, nhưng mà chắc là chiến với mấy con người không à. Hồi trước tôi có một đọc cái bộ truyện là Grim Hunter gì nên đợi tí cũng nói về cái chủ đề Goblin này nữa. Chúng ta thì chủ yếu là chuyển sinh thành mấy con Goblin đó, đây nè cũng là Goblin luôn, chuyển sinh thành mấy con Goblin. Thì không biết là trong con game này chúng ta có được bá đạo như thế không. Đây, lướt qua thử cái trailer đầu tiên đã, rồi chúng ta xem thử mấy cái hình ảnh. They can no longer turn back. Their lust for fortune forbids it. They attack the goblins in distress. How shameful. Nói chung là thế giới bây giờ rất là hỗn loạn, nhưng mà nhân loại thì luôn luôn là chủ yếu là săn mấy con goblin này thôi. Đó, goblin luôn là nạn nhân trong những cái cuộc đi săn như thế này. Sau đó đã tụ tập thành một cái nhóm, phải chuyển thành như một cái bộ lạc gia đình với nhau. Không đáng goblin nữa. Đó, goblin thì bây giờ nó bá đạo hơn rất là nhiều rồi. Cái phong cách, cách cái đồ họa con game này, cái art style á, nhìn là đúng như cái kiểu vẽ tranh luôn á, giống hệt như anh em đang đọc một cái quyển truyện tranh luôn, trông rất là mượt mà thích mắt luôn. Đây, chúng ta thậm chí có thể xây dựng nguyên một cái căn cứ nè, đây giống Goblin luôn. Được. Thường trong mấy chuyện tôi đọc á, nhất là mấy cái chuyện hentai đó, thì mấy con Goblin này nè, nó đâu có mà tự sinh sản được đâu, nó phải đi tìm cái giống cái khác loài rồi sau đó nó sinh sản ra bằng cái thế mạnh của nó. Nên em đọc mấy cái chuyện 210 nhiều thì chắc cũng biết cái này cái gì. Cái này giống chú lùn hơn là mấy con Goblin đó. Sáu chú lùn và nàng bạch tuyết. Ở đây chúng ta có thể lai giống ở đâu, không thấy cái phần giới tính trong này nha, không có giới tính thì sao mà nó lai với nhau được, hay là vẫn giống như cái chuyện 210 đó. Tại vì cái hệ thống trang bị nhìn trông cũng là đáo hay ho phết nữa chứ. Vàng vẫn là cái đồng tiền chính của chúng ta. Ngày mai thì game này sẽ ra mắt rồi, nên lúc anh em xem cái video này đó là anh em có thể trải nghiệm được con game này luôn rồi. Game này có hai ngôn ngữ là tiếng Anh với tiếng Trung thôi, nên tôi hy vọng là cái tiếng Anh nó không quá khó. Ủa, download cái gì nữa anh ta? Tôi đọc thử anh có phát note gì về con game này không? Có cái hệ thống thành tựu luôn này nha. Đại ca Việt Vũ cũng đang rất là thích con game này. Thì ngày mai ra mắt thì dắt đại ca nó cũng mua chơi thôi. 12 tháng 3. FPS. Sẽ FPS nó không chạy vui được ta. Option. Âm nhạc, đồ họa. Tôi thấy chỉnh nó chả có mà tác dụng suy nhây luôn á. Nào. Rồi rồi rồi, ổn rồi, ổn rồi. Nhưng mà sao nó không load vui được 144 ta? Nào. Được
để tôi coi lại trong cái setting VGA cái ghi xin bật tắt gì thì nó cũng vậy thôi. Có khi nào do cái game vơ cạc đâu không ta? Hôm qua cũng gặp một con game bị cái tình trạng tương tự như thế này. Rồi, cơ bản như thế này được rồi. Kể nó đi, 75 là đúng rồi. Bây giờ chúng ta vô game. And so the story begins. Câu chuyện bây giờ mới là bắt đầu thôi. Phiên bản này là 1.0 này nha. Game này cũng không có giai đoạn mà Early Access nên anh em cứ vô thẳng game luôn. Dungeons. Hầm ngục. Một cái nơi rất là thân thuộc với những cái nhà thám hiểm. Để tôi chuyển nó qua đây cái đã. Sử dụng cái tool dịch cho đỡ phải đọc chữ, đau đầu lắm. Cavernous hallway is an artifact of profound significance. A gemstone like no other. In pursuit of this artifact, three stoic adventurers delve into the darkness, eager to plumb. Cái hang động trong những cái hang ngục, trong mà những cái chuyện viễn tưởng như thế này thì luôn luôn chứa những cái mà tinh thể và lê, những cái đồ vật kho báu có giá trị quý hiếm. Nên cái anh hùng luôn luôn là đi vào trong những cái hang động như thế này. Mình sẽ học cái những tấn công cơ bản trong đêm gần, di chuyển bằng nhấn và giữ chuột trái đúng không? Hoặc là phím A với D á. Thôi AD đi. Ủa sao mình đóng vai mấy thằng này? Tôi tưởng chúng ta là những con goblin chứ, mà không có nữ phù thủy hay là nữ pháp sư xinh đẹp gì không vậy? Mà đạo tặc nè, người lùn nè, pháp sư nè. The common goblin. Một con goblin thông thường. Nó được xem là một con quái vật cực kỳ phế và yếu đuối luôn. Eager to averse the future of its experience points. Hẳn hức là muốn tìm những cái kinh nghiệm về những con quái vật này thì chúng ta sẽ tấn công nó. Hơi hơi ngược rồi nghe không? Tôi nghĩ chúng ta là những con goblin này nhưng hóa ra chúng ta lại là ba cái kẻ nhân loại này. Đây, tham ba nó tính theo cái mốc này phải không? Khi đến đây thì tôi như họ sẽ bắt đầu hiểu rồi, hai bên nó chạy vô chính giữa nào. Thì thằng này tấn công trước, tới thằng này, tới goblin và tới ông già. Tội nghiệp cháu. Sám mặt mày cho này. Thôi, tạm biệt cưng. Nó nghe nó gần thẩm thấy không? A loot bag. Bây giờ loot cái ba lô của nó. Reward for dispatching the squalid creature. Hầu hết cái vật phẩm thì sẽ rớt ra những cái đồ vật giá trị khi mà nó chết đi. Hãy lựa chọn nó cẩn thận, mình chỉ có một cái ba lô mà có giới hạn thôi. Trời ơi. Meager spoils. Perhaps the next deal will be a bit more substantial. Lại nữa hả? Tiếp. Cái gì đó, cái gì đó. More goblins. Hai con goblin luôn. That ill fortune has beset these hapless few. Their companion lies crushed beneath the rubble. Có một con goblin đã bị đè dưới cái đống đổ nát nè, để mấy anh giúp cưng siêu thoát luôn nha. Tội nghiệp. They attack the goblins in distress. Đúng là sáu màu mấy goblin luôn, ba thằng đánh ba cái. Ok. Hướng dẫn gì đủ rồi, không cần khó khăn đâu. Bây giờ mình có thể dùng chiêu thức này tấn công cả hai con goblin luôn. Quăng một hòn đá gây choáng 50%. Khi mà nó bị cái hiệu ứng này á, mình đánh vào là mệt mỏi nè, mình đánh vào á thì nó sẽ gây thêm lượng sáng thương. Đây, đam nhận 15% mỗi sở tác. Mình đánh xong là mình bị mệt rồi nha. Đẩy lùi cả ba con luôn, đó. Mệt mỏi hai con rồi nào. Đánh vào lần trước, gây là 9 đam hả?
đến vào đằng sau gây 60 đam và chón chón nặng đi. Mấy con goblin này trời, tụi này dám phản kháng hả bay? Tiếp theo là tụi thằng này 10 máu phải không? 10 máu thì mình chưa giết nó chết. Một máu luôn, tội nghiệp. Mày chạy hả? Thôi anh sẽ siêu thoát cho cưng. Trời ghê vậy. Pháp sư mà đánh theo cái kiểu cận chiến luôn rồi nha. Mình xong rồi sẽ tới thằng này. Vĩnh biệt. Goblin ABC vậy. Toàn là gác không vậy ta? Such a dismal bounty. One must slay great quantities of goblin for a decent recompense. Chúng ta lại phải tiếp tục tiêu diệt nhiều con goblin hơn để có phần thưởng mà có giá trị hơn. Đây, 5 con goblin, nó đang mò mò trong cái tủ gì đó. They chance upon greedy little burglars. Treasure rightfully theirs, being plundered in front of their very eyes. Bây giờ tôi không biết mình là bên chính diện hay phản diện nữa. Quickly, they interrupt and lay claim to the treasure. Ủa, hai con này không đấm hả? Hai con này nó ngồi chơi rồi. Ủa? À, con thứ ba là con này, con thứ năm là con này, con thứ sáu là con này. Xuyên nó thôi. Xuyên nó xong mình cắt tuôn nó luôn á. Các con về sau đi, để cho con người trước nó đánh cả. Rồi mình gạt dò nó luôn. Cho nó đánh ba đạp nữa. Nhìn mặt nó xám mặt lại với anh nè. Rồi để anh siêu thoát cho cưng. Goblin soon realize they have no chance at survival. Goblin thì nhận ra là họ chúng nó còn còn cái khả năng sinh tồn nữa. Nên cuối cùng là để lại toàn bộ cái tài sản cho mấy anh đó luôn. Nhìn thèm lắm nhưng mà cuối cùng nó lại bỏ đi rồi. Without tally, the goblins withdraw into the sanctuary of darkness. How strange. These creatures were fully expected to die. Perhaps their journey will be worth following. Đây, bây giờ chúng ta mới là cái nhân vật chính nè. Trong lúc chạy trốn thì tình cờ phát hiện ra một cái hang động gì đó. Two little goblins. Hai chú goblin nhỏ bé. One despondent, one morose. Một thì chán nản, một thì buồn bã. Cả hai đều rất sợ hãi và run rẩy. Con gì đây? Con nhện hả? A spider, the occasional snack for a hungry goblin. Có cái một cái bộ truyện là chuyển sinh thành nhện đó nha. Ném đá hội nghị nè. Ném đá hội nghị nè. Ném nè. Mỗi ném hai lần mà nó vẫn cắn mình được hết ăn. Bây giờ hai tool của mình thì cứ chém thôi. Trời, chí mạng 100. Được, chí mạng 100. As the goblins dispatch the threat. Cuối cùng những gì bản năng sinh tồn. Ủa, cái ba lô mình dùng chung với mấy thằng bên kia luôn hả ta?
finally, a path out of this abyss. Ánh sáng, con đường dẫn chúng ta ra khỏi cái vực thẳm lần này. Thì không đó. Có con boss kìa. Đây 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 là hòn đá goblin hay gì nào. A familiar feeling beckons to them. Một cái cảm giác quen thuộc đang vẫy gọi chúng nó. A glint beneath the rubble. Một tia sáng dưới cái đống đổ nát này. Nhưng không có dễ ăn gì đâu nha. Đó thấy không? Thấy nào cũng có quái à. Hai con luôn. Khi mà quái vật tấn công mình bất ngờ đó, thì mình sẽ bị đẩy lùi cái thời gian trên nước tham ba này. Nên nó sẽ tấn công mình trước. Kiểu này chắc có một con hy sinh quá ta. Con này có thể chịu được là 4 đòn đánh nữa. Trời, cục đá chí mạng luôn. Một con bố láo như đại ca hả? Cắt tôn mà luôn nè. Chết nó. Tuần sau là dứt điểm nó luôn, cho nó cắn ra đây. Chuyển sinh thành goblin, VS chuyển sinh thành nhện. Chúng ta bây giờ vẫn là được tiền thôi. Trong mấy con nhện mà có tiền hết ta. Đây là cái goblin ton nè. Nhiệm vụ là cái hòn đá bí ẩn này. As curiosity surpasses reason. They unearth a strange object. It indeed appears to be the artifact the adventurers so fervently coveted. As the stone awakens from its slumber, it radiates a light both beautiful and blinding. Strange spirits emanate from the stone. Những cái linh hồn kỳ lạ trong cái hòn đá bắt đầu xua tan ra bên ngoài. As the awe-struck goblins peer into the brightness, đó là những cái linh hồn của những con goblin đó. They bid the goblins to seek a sacred place deep within the woods and there rest the stone. Faced with such a spectacle, the goblins muster what they can to break their stupor. Những cái con goblin đã chết á, thì cái linh hồn nó sẽ đi đến cái hòn đá này tìm một cái nơi an nghỉ cuối cùng. Hai con này không có làm cái animation cho nó khác một tí, để hai con giống hệt luôn. Đây, ngôi làng của chúng ta đây, nơi chúng ta mà xây dựng cái căn cứ địa đầu tiên. Khu rừng cổ kính. Khu rừng lâu năm. Cái phong cách đồ họa như thế này nó đúng là cái chất vẽ tay đúng không nha. Anh em nhìn mấy cái cục đá này, cái nét nó rất là mảnh nè. Greeted by spring winds and the echo of new leaves stirring in the breeze. Đây, từ hai chú goblin, chúng ta sẽ tạo nên một cái cảnh nợ nần. Hồi 20 máu, mỗi thành viên trong đội thì tốc độ tấn công sẽ tăng thêm 5%. They repose for a moment by the warm flame. Con kia nó không hồi máu luôn hết ta. Nó không hồi máu luôn rồi. Đây là nơi mình có thể xem những cái chỉ số và kỹ năng của con goblin dùng để quản lý là trang bị cho nó. Cũng như có thể là sắp xếp những cái vị trí. Leader là cho con Mad Bull này đi, con này thì sắp hẹo rồi. Ủa, không đi mày. Từ.
mỗi goblin thì sẽ có một cái mã lệnh riêng như nó, sẽ tạo nhưng thêm những cái kỹ năng cơ bản cũng như là chỉnh sửa những cái chỉ số. Goblin thì có thể lên được 4 cái kỹ năng nhưng chỉ có thể trang bị được 2 cùng một lúc. Không được hả? Vũ khí của nó chỉ là tay không thôi, đấm được 5 đam. Hai cái khiêu nó, một là ném đá, hai là đẩy nè. Con này phế quá rồi. Anh em VOZ này muốn lên làm con goblin không? Công trình thứ hai và thứ ba chưa kịp đọc nữa. Mình đang ở trong cái mà khu vườn sâu này, chắc phải đi qua đây hả? Khám phá bên này thì có quặng với mà đá. Rời khỏi cái khu rừng, tìm được cái cổ ngưỡng này. Hình như là rồi mà ta. Bắt buộc ở đây rồi, đâu có đi được. Bạn có thể nhấn nút cách để tương tác trong cái chiến phiêu lưu của mình. Đi thôi. Mấy này nó có nón ở đội nữa nè, mình thì còn chả có nón nữa. A bitter sweet reunion as they discover their camp had been further ravaged by adventurers. Một Goblin này đang chút cái hơi thở cuối cùng. Goblin lies barely breathing. Their dungeon loot was never treasure, but medicines direly needed for their wounded. With their loot now lost, they wallow in despair. Trong cái đun gần thì không chỉ có tài nguyên kho báu đâu, thì thổng còn nhiều thứ khác nữa. Mình dùng cái hòn đá góp lên cho những cái con đệ này đó. The languishing goblin is bathed in a warm glow. Its wounds slowly mend as it returns. Vết thương dần dần hồi phục khi mà cái con goblin nó phải sáng lên. Bewilderment gradually gives way to joy. Con goblin hình như they now set out for the forest's edge. Bây giờ tiếp tục đi đến cái ghìa của khu rừng xem có cái chuyện gì xảy ra không. Goblin tôi nhớ hình như còn một cái hình thái tiến hóa nữa, nó là một cái hình thái tiến hóa của con goblin hình như là goblin shaman hay là gì á. Ở đây mình một cái khúc gỗ nè, một cây búa nè. Mình sẽ trang bị vô, mà trang bị vô con nào bây giờ? Con này sao sắm ngắt mặt mãi nhìn nè. Con này có hai cái tay là cái gì? Tên là hacker hả? C, chữ C hay chữ Y cũng không được, chữ gì đó. Cái này chữ M. Không có đổi nút được luôn. À, chữ gì? Chữ T, chữ T. Con này hết máu mà làm leader gì không cốc. Ủa, 30 máu, 9 đam đúng rồi đó. Con này đứng thứ nhì luôn. Đây leader của chúng ta đây nha. Sao bộ kill con này nó bá đạo vậy nè. Hình như do cái vũ khí của mình á nên mình có thể là được một đống này luôn. 50% cơ hội gây là phá giáp.
cái đòn này là cái đòn dứt điểm luôn. Nếu mục tiêu chết á thì cái đòn này nó chỉ tốn có một điểm thôi. Target 1 và 2 đồng minh. Cái này là dạng boost rồi. Coi con này ơi, có kill gì mới không? Con này cũng có kill mới luôn, nó chỉ là gây gậy gỗ thôi. 20% cơ hội gây chảy máu, cây gậy gỗ được mài mài nhọn nhọn ra. Cái bộ kill nó thì giống hệt như nãy à. À, nó có kill đâm đó nè. Rồi, hai con bộ kill giống mình. Cái cửa này đã bị phá rồi. Nghe tiếng mấy con ong ta. They chance upon a carcass concealed by the stench, a small trove of unclaimed meat and giblets. Tình cờ gặp một xác chết thì thu được một tí đồ này, chắc là mấy cái tài nguyên gì thôi. Thu được nó không? Được nó kìa. À, mình có thể nhặt đồ hai lần nghe. Gương. Một cái chìa khóa. Chìa khóa cho mà cái gương kho báu bằng đầu này. Để mở cái cửa này thôi. Mình đâu còn đường đi nào khác nữa. À, anh em biết sao mà cái này đẹp thiết kế là mình có thể nhặt được hai lần chưa? Hồi nãy để đi qua mình nhặt một lần, bây giờ đi lại mình mà sơ ý không biết á thì vẫn có thể nhặt được lần nữa. Thiết kế cũng khéo quá ha. Để người ta mà có thể mà bỏ sót á, vẫn có thể thử lại lần nữa được. The iron key unlocks the gateway. The path forward becomes clear. Rồi đánh nhau gì đi, thử bộ kill mới ơi. Đó, đúng rồi đó, thiết kế game là phải gì chứ. Hai con luôn. Wolves, such dreadful beasts. Their filthy maws salivate for goblin flesh. Ừ, mình phải để con với chiêu chó đầu tiên mới đúng á. 24 máu rồi à. Mười đam. 6 đám. Trời hiệu ứng mà 6 mặt mày vậy, cuối cùng có 4 đám à. Trời đá nó chón gì à, nó vẫn cắn mình bình thường hả? 10 đam nữa nè. 10 đam này nếu nó chết thì mới có tác dụng, còn thôi mình đâm nó chảy máu thôi. Dạ đậu nghe không? Giờ nó mới chết nè. Ném đá hồi nghỉ thôi. Ném bể đầu nó luôn. Nó toàn đánh thằng này không ta? Rồi đánh tiếp luôn nha. Ủa, cái chiêu hồi nãy của mình đâu rồi ta? Exceptional skill. A goblin's world is full of peril, and there are many who hunt them. Lần nữa, lần nữa.
được lần nữa không? Không. Cái nho này thì bán 100 đồng hồi 10% máu. Con này Gator là cái gì, còn Feon là cái quái gì đó. Chừng nào mới được xây nhà đấy, lập căn cứ đâu coi. Cái này cái gì vậy? Nhưng mà cái đầu người luôn nè. They breach through to the edge of the woods. At last they find a pathway out and venture into the open world. Mình đã tìm được cái lối thoát khỏi con đường này rồi. Qua đây mấy bạn ơi. Nè, như mấy cái bức tượng nhé. Tìm một cái mà khu rừng cổ nè và nghỉ ngơi trên tảng đá nè, nhưng mà đâu có thấy đường nào đi đâu. Game thú vị bết đó chứ, mặc dù mới cái giai đoạn đầu thôi, mình chỉ đi đánh nè. À đây, đây mới là cái chuỗi nhiệm vụ của mình nè. Quái dòng này thì nó có hai loại, nhện với mà sói, với hai con mình chưa biết. Đi về được không? Không, nó bắt buộc mình phải đi tiếp rồi. Tôi nghĩ là đi hết một cái dòng này, nó giới thiệu cho mình cái cơ chế chiến đấu này, hệ thống trang bị vũ khí hay là vật phẩm gì đó. Rồi sau đó thì chúng ta mới bắt đầu vô cái giai đoạn xây nhà. Họ tiếp tục cái chuyến hành trình sâu vào cái khu rừng cổ này. Cái mối nguy hiểm này ngày càng nặng nề hơn. Phía trước là một cái nhà lữ hành đó. Nó đang bắt giam mấy con gấp liêm rồi. Bèm nói được không? Bốn tàu chấp mình mày nè. 18 máu. Thôi nó đánh lượt thứ 5 lần, lượt thứ 5 thì chết nó luôn rồi. Ủa đâu bị chóng luôn hả? Một máu thì quá nhẹ nhàng rồi. Tội nghiệp nhà lữ hành. Lượm được cái gì không? How shameful. His quarry watches you from behind iron bars. Cứu đường đệ nữa là 5 thằng. Mình lập cái đội ngũ là tới 6 đứa rồi nha. Ủa con này nó có cái gì vậy? Nó có cái ghế. Cái ghế này mỗi lần đánh thì 20% cơ hội stun. Ngoài ra thì nó có thể phòng thủ không ta? Đây nó có hồi máu luôn nè. Bỏ tất cả cái lượng giáp và hồi cái lượng máu bằng 3 lần cái lượng giáp đó. Giáp của mình này hả? Chỉ hồi có 3 máu hả? Đây giáp của 1 nè. Chọn cái đồng minh 1 hoặc thứ nhất hoặc thứ hai. Vậy con này để vị trí thứ hai. Đây, nó phòng thủ 2 armor nữa, vì tối đa thì nó có khoảng 3 armor. Đi để ơi.
Another one joins their company. Lại một cái mà chiến binh khác tham gia được cái đội hũ của mình. Ủa, thằng ngu còn nghèo đâu đó. Con đường dẫn tiếp theo là đã chia ra làm hai rồi. Nấm này không có loot được. Hai đường nó như nhau à. Mình không quay trở về được hả? Bây giờ năm con nó loot một lần là hết luôn. But its fruit is sweet. Không được cái gì cả. Con goblin này nó ăn thịt sống luôn phải không ta? Nó có nấu ăn nấu nướng gì được không? Mà goblin này thì nó lấy vàng với tiền ba cái tinh thạch này thì nó bán được cho ai? Cái này không tương tác được, dù nó rất là đẹp. Quay về được không? Không phải chơi nó được rồi. Đáng lẽ phải quay về rồi đi xuống tầng dưới nữa chứ. Mấy bạn khó khăn với nhau quá vậy. Ngủ còn nghèo nè. There was once a time when goblins were plentiful in these woods. These few, the last of the green goblins. Rồi nó đào đá kìa. 75 tiền, 25 tiền, tí nữa mà vui ba lô á, mấy cái đồ rẻ rẻ tôi giục hết luôn. Con gì đó, con ngọt hả? Con này là bạn mình mà, sao mình lại đánh nó? Khổng lồ một mắt chứ không phải ngọt. Ủa ngọt nào? Still clad in rags and shackles. At his feet. A freshly dug grave adorned with a bone club buried in the barrow. The goblins timorously disturb the orc in his mourning. Uneasily, they speak to him. Mình nói chuyện với nó thôi. Ask about a nearby ruin. Hỏi nó về cái chuyện mà xảy ra trong cái khu rừng cổ này. Their presence, the orc wipes away a tear with one hand. Nó thì giờ tay chỉ về một cái hướng đằng đó. Còn có cái gì không? Politely thanking the grieving orc. Cảm ơn anh orc. Goblins discreetly withdraw. Cảm ơn anh nha. Leave him to his sorrow. Bây giờ bêm anh lấy cái gây gậy được không? Không, không, không. Chứ đấm nhau với con đó thì cũng hơi bị thốn đó nha. Không phải dễ ăn đâu. Nhất là mấy ông đợi này còn tay không nữa nè. A place of tranquility and rest. They settle in, weary of the road. Mấy cái con bên này nó cứ nằm liệt không à. Mấy con bên này thì ngồi, thằng này ngồi những ngồi thiền vậy nè. Bây giờ trên hay là dưới đây nhỉ? Trên đi, trên có cái gương. Cái gương chứ cây mỏ thì nó cũng chỉ cho mình lấy cái nguyên liệu thôi. Lấy cái nguyên liệu đó thì không có gì ngon nghẻ cho lắm. Cái này cũng vậy luôn, ghét gửi. Đó, đánh nhau đó. Rồi có một con sói hả? Ba con sói thì còn đỡ. Một con người thấm thía gì? Ném đá là bạn ơi. Cái chiêu nào còn không đủ nữa. Giáp mình chỉ có một thôi.
65% hai lần nếu mục tiêu có tuôn hoặc là đóng băng á, sẽ gây thêm 75% nữa. Đó, còn một máu hả? Tốt nhất là dứt điểm luôn đi. Má giờ nó ra chí mạng thiệt. 6 máu. Hacker. Chém nó hacker rồi. Nếu mục tiêu bị chảy máu hoặc độc á, thì sẽ ạt thêm cái chảy máu này. Tôi nó để. Ủa? Hồi nãy làm gì có chiêu này ta? Rồi mình dứt điểm nữa nè. Tới giờ tôi để ý 3 lần chí mạng của mình đó, toàn là vô những lúc không cần thiết không à. Toàn là tiền không. Hiện tại vẫn chưa biết cái mà tiền của mình nó có để làm cái gì không. Bên kia là một cái tòa tháp canh cũ gì đó, bị lãng quên từ lâu đó rồi. Dây leo thì nó đang quấn chằn chịt luôn. Nãy giờ không có lụm được cái đồ gì con nhẻ cả. Có thể bundle là sao? Chia ra hả? Thôi, đi tiếp thôi. Rồi. Con người thì đã chiếm đỉnh cái khu vực này, trận chiến phía trước rất là căng thẳng. Cái lượng giáp thì rất là khó để tấn công đánh bại nó. Tuy nhiên một số cái chiêu thức đặc biệt như chảy máu thì sẽ xuyên qua cái lượng giáp luôn. Thằng này có 3 giáp nè. Thằng này thì 40 máu lận. Ném đá nó thì chắc nó không bị tuôn đâu. Tử ơi. Chuẩn bị. Staggering hit. Hai đòn chí mạng liên tục. Vẫn còn 2 máu à. Vừa đủ. Ngon. Nhẹ thôi anh ơi. Thằng này 40 máu thì mình phải cố gắng mà cho nó chảy máu mới được. Đam à, vô cũng vô dụng. Không chảy máu rồi. Vãi, 10 máu, tôn nhỏ luôn. Mày kiệt sức à con. Nhưng mà nó không bị chón à. Đây. Rồi dứt điểm nó để. Nicely done. Lúc không cần á thì nó luôn luôn là chí mạng nha.
Rồi, để chào mừng Đệ gia nhập tổ đội chúng ta. Đệ này mạnh gì? Hai mươi sáu, ba mươi, 15, 9. 26, 87. Đàn đệ này pháp sư hả? Pháp sư phải có điểm chỉ đệ cao cao một tí chứ. Đi thôi. Cái con goblin này nhìn nó y hệt nhau vậy nè. Chỉ khác mỗi cái mũ à. Rồi, ra được cái khu rừng này. Được 300 tiền nè. Mình sẽ đi kiếm cái thằng hương nhân rồi đó. Rồi 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 rồi. Quietly. The goblins approach the ruins. Lần lẻ, những cái goblin mà xuyên qua cái khu rừng phía trước chuẩn bị cho một trận đánh. Mấy thằng này nói xỉn ở đây, nhìn thấy hai thằng mà mạo hiểm giả đang mà rất loạn trọn luôn. They search for a more discreet way to enter the ancient ruin. Nguy hiểm nhưng mà vẫn đánh được. Bèm nó. Ủa cái này là cái gì? Ghé thăm cái mà thương nhân. The goblins make their way under the tree through a dark and uncomfortably. Giúp lên thì đi vào cái đường hầm xuyên qua những cái vùng tăm tối đó. Crawl through the crannies until they reach the tunnels. Tiếp tục mò đến cái điểm cuối của cái đường hầm này. Rồi. Unbeknownst to the goblins, they find themselves intruding into a human-infested establishment hidden beneath the tree. The crowd scatters in a frenzy at the sight of the unexpected trespassers. Bình tĩnh anh ơi. A surly innkeeper and his flunkies are all that remain. He turns to the goblins with a baleful glare, intent on exacting retribution. Mình là goblin á, mà nãy giờ mình đi gần một tiếng đồng hồ rồi, chưa có hề hình mà chưa hề gặp một em gái nào luôn. Toàn gặp mấy thằng được rồi mà, nó cầm cái cây mà gậy thịt nó kìa. Rất là nhiều hiệu ứng trong cái này rồi mình sẽ tuôn vào lâu. Tuy nhiên thì một số cái thằng như thế này á sẽ có khả năng kháng nó. Thử ơi. Đó, nó kháng tôn này, nó ba giáp luôn này à. Trời ơi, nó còn gọi hỏi nữa. Tôi nghĩ là cái bầy goblin của chúng ta đến đây là to luôn rồi nha. Thứ bảy lần là... khiêu mới hiêu một đồng đội 25% mà chỉ số cái mà phu quân của mình. Không chỉ máu luôn à. Nó còn 6 máu à. Chơi luôn đi, gạt nó luôn đi. Thằng này máu nó rất là nhiều nè, rất là nguy hiểm luôn. Tuần sau nó đánh này. Nhẹ thôi anh ơi, nhẹ thôi.
Ôi nữa hả? Nó cứ gọi kiểu này thì làm sao mình gạt nó được? Trời, nó bỏ nhỡ vô bổ củi vậy. Nhẹ, nhẹ, nhẹ. Bể đầu mày nè. Bể đầu mày luôn, bể đầu mày nè. Chết rồi, tụi nó kháng mà sao luôn nó đây. Từ từ 50% cơ hội làm chậm luôn. 5 đến 7 đam. Rồi 4 đam bị thương luôn. Tính ra tụi nó đánh cũng nhẹ à, không có nặng lắm. Excellent strike. Thì chảy máu 2 lần nữa là nó xong đó. Trời, đánh được 4 đam mà thà cho nó chảy máu vô rồi đi. Rồi, cái bài của mình nó liệm liệm hết trơn này. Tính cái đòn này thì cũng chỉ có 3 đến 4 đam thôi, 3 đến 5 đam thôi. Thử rồi, chém nó thưởng phán nha. Đó, chỉ có 3 đến 5 đam mà, thà cho nó chảy máu có nghĩa hơn nữa. Tiêu hết lượng giáp hồi 15 máu. Con này thì con này báo 30 à, mới mất chút xíu máu à, chưa cần. Làm sao ta? Nó khôn quá, nó cứ dòm vô mấy con của mình đang thống thốn không à. Giết, giết làm sao đây? Hồi 6 máu. Nếu mục tiêu mà có lượng máu nhỏ hơn 30% á thì loại bỏ luôn mà hiệu ứng độc với mà chảy máu này.
nhẹ nhẹ anh ơi, nhẹ anh ơi. Nó không gọi đệ nữa ta, nó chỉ gọi hai đệ à, sau này nó nghỉ luôn rồi. Năm điểm rưỡi à. Tôi đóng băng hoặc là làm chậm á thì cái đòn cuối kết liễu cuối cùng sẽ tăng thêm 70% nữa, tức là đánh 3 lần giết 2 lượng đam mà lên là cũng chỉ có 11 thôi. Reset lại mấy cái điểm chảy máu đó. Rồi đừng có gọi đệ nữa, chơi bẩn quá bạn ơi. Full nữa thì có khả năng là cái thằng cuối này nó chết luôn. Nó chảy máu thì nó tự chết luôn rồi, mình không cần phải đánh. Mất có một máu à, một thằng. Tới nữa thằng này là xong luôn rồi. 6 máu mà ba cái này đốt là nó xong luôn rồi. Chí mạng 4 điểm. Rồi xong. Quá đơn giản, quá nhẹ nhàng. Để cứ thành tựu. Đánh bại được mấy cái thằng chủ quán nhậu này. They can carry no more. Ủa? 4 trên 5 này là sao ta? Kho báo 2 trên 3, thu nhập 2 trên 4. Không để mình bỏ sót nhiều dữ vậy. Tôi nghĩ trên đường đi mình đâu có để thất thoát cái gì đâu. The goblins descend through an old garbage chute as their eyes adjust to the darkness. An uncanny landscape of endless human refuse reveals itself. Giúp đêm mà đi khám phá hầm ngục như bà Tom Gator vậy đó. Đó bây giờ mới vô chế độ mà building à, đúng như tôi suy nghĩ luôn. Lắp cái hòn đá vào cái đầu của bức tượng như thế này. But beneath all the filth lies what they seek. Stone in hand, they gingerly place it atop the edifice. Suddenly, as if disturbed from a great slumber, violent waves erupt, filling the cavern with relentless energy. Mounds of human waste are swept aside by the vindictive force, revealing the great goblin lair, previously thought to have been lost to antiquity. Đó, mở được thành tựu. Có mỹ nhân nào tắm suối không đó? Để mà có thể truy cập vào cái bản đồ mình cần phải mua bằng cái này. Đầu tiên là xây hết đi.
Đây là trái tim của căn cứ của mình, nơi là thu nhập những cái linh hồn goblin để chuẩn bị cho cái trận chiến. Tất cả những goblin đã chết thì cái linh hồn nó sẽ trở về chỗ này. Mình có thể là phục sinh nó lại không chừng. Cần phải 5 cái đá linh hồn và 12 cái màu xanh xanh này, hình như 12 con goblin á. Thì mình mới có thể nâng cấp được lên. Rồi, hiểu quá. Cái này bên trên mặt đất, cái này trong ba lô chúng ta. Rồi bui sao ta? À, đi qua đây chọn bui. Đây xây được cái phòng chiến tranh rồi. Team will assemble here. Many expeditions are... Bui một cái chỗ cắm trại bên dưới để có thể tuyển thêm những cái hằng đệ goblin nữa. Cái này đã đây để mình trữ những cái thực phẩm giống như mà cái gương đồ ấy này nè. Mình đã có 20 cái chỗ trong ba lô. Bên đây còn cái gì nữa nè, nhưng mà tôi không kéo qua được. Chào mừng đến với cái khu trang bị vũ khí của mình. Trang bị cho goblin bằng cách nhấn chuột phải vào cái này. Both mundane and magical will find their way here. Thằng ngu còn ngheo đâu ta. Hai này nhìn nó phèn như nhau vậy. Ủa sao không đeo được cho này? Cũng không được luôn. Tại sao vậy? À, nó có class nữa nè. Class nó là Raider với Hunter. Sao mình coi được mấy con goblin của mình ta? Đi hết luôn hả? Điên lần là đi hết luôn hả? Đây. Anh em đợi tí, tôi sẽ cho anh em vào thành goblin hết. Tham gia vào cái giveaway này. Ủa, cái giải này cho rồi mà. À, giải này. Quay kia. Ngủ còn nghèo là có rồi. Lê với anh phải không? Này thì lê với anh với chúng tôi. Ngồi kia Lê Di Anh với chúng tôi nè. Thế Gia Sia Thắng CT
Mày thì thắng chia tay nè, Vũ Đức Nguyên ông này tuần trước là ăn giải này nghe, quá thơm luôn á. Giải này là cái giải gì mà tôi không nhớ nữa. Vũ Đức Nguyên hả? Tí nữa thì có đó thì tôi nhét anh em vô luôn, dễ phân biệt. Cái lát này Shaman Pietagan đó, Peon vua Vietigan Feon. Gator. Gator là cái hình bàn tay này thì cái ba lô mình sẽ tăng thêm 2 lót nữa. Còn hình cái khiên thì mỗi 3 điểm vào cơ thể nào thì sẽ tăng thêm được một giáp, mình gán 1 điểm nữa. Thanh niên thắng này thì Shaman, mỗi 3 điểm mà linh hồn á thì sẽ tăng thêm một phép đây nào, gán điểm nữa. Mình chưa mở được cái nào cả. Qua coi cái lò rèn của mình thấy cái này thì chỉ có Gator với Hunter thôi, Gator Hunter luôn, Gator Hunter luôn. Vậy là cái này mình không trang bị được cho ai cả. 9 power, 8 power. Chém nó như này nó 2 điểm. 80 đến 100 trăm đam có cơ hội chảy máu. 50 phá giáp. Cái này tôi không biết ngon hơn cây gậy không. Tại vì giá cả hai thằng này nó đều 400 cả. Thôi đổi đi. Nhưng mà nó có chảy máu nha. Không, khỏi đi khỏi đi. Có chảy máu để đánh mấy thằng mà giáp trụ cao á. Bây giờ bôi cái cam gúp ở trên này để mình tuyển mang để. Foreign goblins and merchants congregate on 300 tiền thầy chợ cho mình. Mình còn 3 lót nên tuyển hết luôn. Bấm đây hả? Only the keen and eager are welcome. How best to sort the distinguished from the disappointing? Cái cam này mình chưa nâng cấp được nữa. Rồi bây giờ đi chiến thôi. Chưa chưa chưa, coi có thằng đệ nào mang được cái này không. Không, mấy thằng mới này nó vẫn phế lòi ra. Ủa? À, nó vẫn thế thôi. Thằng này 40 máu. Bây giờ ê, khoan 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 khoan. Cái này power nó thấp vậy ta nè, 444 5026 2040 614. Nó có hai cái điểm gì nè, cộng 2 cơ thể nhưng mà trí tuệ trừ 3, máu cộng 6 nhưng power trừ 3, phế vật. Thôi ở nhà không đi. Này sao? Này cũng vậy luôn. Body thì nó chỉ liên quan đến điểm chí mạng thôi.
Rồi, đội hình chúng ta tạm thời làm gì ha? Bây giờ thì đi chinh chiến thử một phát đã. Mình chỉ đi được ở cái khu rừng này thôi. Chọn không được là sao ta? À được rồi nào. These places are unknown. Cái điện thờ hả? Điện thờ là cái gì? The weather stone harbors divine magic. Nhận 50% không? Cái chuyến đi đầu tiên của mình thì còn cái chuyến đi đầu tiên chủ yếu là giới thiệu cho mình biết thôi. Nên tôi nghĩ là không có tiền bạc gì nhiều đâu. Fine baubles. Nhiều quá vậy ta? Hai món không? Ây à. Mì thịt với shaman ngon nghe. Respectable hole. Cái này cái gì? Cái này có thể đính vô cái vũ khí. Ngon à. Anh em thắng CT bây giờ đã lên được cái nhỏ. Lắp vô cho anh em luôn ha. Ủa, cái này là cục đá ma thực chứ không phải là cái viên ngọc. Trời ơi. Rồi đi thôi. Đánh boss. Còn boss cuối cùng kìa. Chúng ta đánh thằng mạo hiểm giả này thôi. Ba đằng. Bây giờ cruel adventurers. These callous ruffians butcher the innocent for experience and loot. Thằng này nó không bị chón hả? Phương sau là hai thằng nó đánh luôn rồi, nên chắc là tôi gạt thằng này luôn. 8 đến 10. Ây da. Ây da. Rồi anh em thi ghia đi luôn rồi đó. Thằng 5 máu, thằng 6 máu. Nicely done. Bể đầu mày nè. Mình chưa có khiêu hồi máu hả ta? Từ từ đã, câu giờ đã. Câu giờ cho thằng này nó có cái khiêu hồi máu. Ừ.
bỏ lượt bỏ làm sao ta, mình không bỏ lượt được hả? Được, bỏ lượt bằng cách nào? Mỗi một pin thì sẽ cộng một ít. Từ từ, không có cách nào để bỏ lượt nữa trời. Bó tay luôn rồi, game này nó không cho mình bỏ lượt. Bà nó thiệt. Weapons sheathed, they trundle on. Trên là cái lò rèn, ở dưới là cái lò rèn. Cái lò rèn này tôi không biết là cái gì, nhưng mà ở trên cũng có cái lò rèn đó. Lên trên đánh đi, đánh thì mình có đồ. Anh em này thì giáp cao lắm nên tôi nghĩ là chưa có chết đâu. Thê ghi xa nè, cố lên nha thê ghi xa. Chết là tôi vô tôi thả gạch anh em trên view chết liền quá. Chém 5 máu để lùi ra sao? Tiếp theo là tool này. Mười máu, chảy máu luôn. Chơi gì đúng ác luôn á. Tí nữa mình hồi được 15 máu nếu như mình xài khéo. Còn 3 máu à. Exceptional skill. Tuần sau nó tự chết rồi, mình không cần phải làm cái gì cả. Vẫn phải đánh nó hả ta? Progression. Tôi nói còn lâu lắm nên mình cứ không thả thoải mái đi. Ôi, chi mạng chết luôn kìa. Đó, sống lại liền. Bà nó mới hồi 18 máu, nó chặt lại 9 máu. Precise assault. Đằng nào nó cũng chết à. Mình không có câu giờ để hồi máu thêm được nữa. Exceptional skill. Summoning their fortitude, they move on. Đây, anh nọt đây, anh nọt đây. Chào anh nọt. Smith eyes their battered blades.
không tốt gì luôn hả? Forged on you. 16% cơ hội thất bại, cộng 2 đam, tốn 10 tiền, sao mà thất bại được? Fine work. 32 cũng không thất bại đâu. 45% thì thất bại đó. Không chơi nữa. Cục này thất bại không sợ hư nào. Ủa? Oh. Coi nữa rồi thất bại thì nó sẽ bị cái gì? À thất bại thì chỉ không được nữa thôi. Chỉ là biết gì nãy chơi luôn cái vũ khí kia rồi. Ủa, con này là con boss đó hả? Tàn dữ gì? This will come in. Hai con sói, hai con nhện. 30 máu rồi, chết rồi. Đang chảy máu rồi, không sao. Crippling strike. Ây da, anh em Khánh Di này. Con nhện này có độc nha. Tôi không muốn thử cái độc của nó tí nào luôn á. Away with you. Má ơi. Coi xong luôn rồi. Đầy đủ triệu chứng luôn rồi. A vital blow. Mình nên quay ke này, xì ke luôn rồi. Đấm chân chó luôn. Nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Game dễ quá anh em ơi. Trời ơi, có 60 tiền là nó bèo. Ủa? Mới có 70 mấy% mà nghe. Hồi nãy tới đây là mình có thể đi về đây mình hồi máu được mà. Cờ của đảng cộng sản. Mặt trời chân lý trói qua tim. Đạt được cái thành tựu thu được 10 gỗ. Mấy goblin này nó có lên level không ta? Let's see what the new day brings. Ngày thứ hai, công trình sẽ sâu xuống dưới nữa. 500 tiền để đào xuống.
mình có bao nhiêu tiền? 1.700 hả? Được là 10 da với mà 10 quặng. À, mình có thể đổi vị trí mấy cái phòng này thoải mái luôn. Bui một cái ba gác để mà đào tạo cho mấy anh để mình đây nào. Để chuyển mấy cái thằng Beon là mấy cái bàn tay thành một chiến binh hoặc là Shaman hoặc cái đờ á. Mình cần phải bui một cái này ở dưới. Một ngày sau thì mới bui được. Có 9 thằng đệ rồi, vô đây tuyển thằng nữa. 445 046 là 10, thằng này 12, thằng này 13. Only the keen and eager are welcome. Bà nói thiệt, cái này ghét nhất cái này luôn á. Chưa đòn rồi ra với cái quái này làm gì. Đó là 4 là 12 nè. 10. Tiếng này đi. I have high hopes for this one. Anh thời gian này bán có nhiều nguyên liệu không nha. Lia thơ này không bán được. Này bán được nè. Này bán được luôn. Không. Không. Này bán được. Bán được luôn. Bán được luôn. Mình có thể mua lại là cái ghế hai dòng. Cái xương này, Glass Bandit, Magic Shaman. Hunter. Mình hồi nãy là đang xài cái vũ khí nào ta, đang xài cái thịt. Cục đá này, gian cục đá của mình mà nó bán mắc vậy ta. Có mua cái khúc xương này thử nè. An honest bargain. Ba gác thì đang xây. Cái gai này cũng đang xây luôn. Thiếu là 10 cái gì nè. Giống như cái cỏ vậy đó. Méo qua thằng nào xài được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Let us not forget those who have gone before. Chưa có nào chết cả. Ngày mai thì nó mới xây xong, nên hôm nay mình đi tiếp một trận nữa. Hiện tại là chỉ có 6 lát nha. Chỉ số nào cao thì mình cho nó chuyển thành cái lát á. Xong rồi mình đeo cái quen phần vô. Không tuổi nữa chứ. Cho anh niên Lê Duy Anh này có 24, 26 máu gì ta. Hôm nay không phế gì vậy. Hôm nay thì không hề có tâm trí nào luôn. Mình vẫn chưa đi được cái chỗ nào khác ngoài cái khu rừng này cả. Không có cỏ. Chỗ này thì xương với da thôi. Đây nè, đây nè, đây nè. Ủa, ủa. Cái chữ Vũ Đức Nguyên hồi nãy ổng làm cái gì ta? Tôi chưa kịp đọc nữa. Cái đam phép thì sẽ xuyên qua là cái giáp của mình. Ông Vũ Đức Nguyên nãy mới nói cái gì? Có hàm sáu máu gì ông? Modest fortune. Ừ? Cái ngọc này khảm vô là qua mạng nó mất hả? Hối vãi thiệt á. Cái vũ khí mình nâng lên nó cũng mất nữa nha. Trời ơi. Vậy là mình nên tìm thợ rèn càng sớm càng tốt. Đi dưới đánh thôi. Đi vô campfire nó chỉ tăng boost cho mình. Giật mình này chứ gì. Ba thằng. Phần trăm cơ hội mà nó không bị gì cả.
Gì có một đam gì ông cốc ơi, gì ông phế gì vậy gì? Thằng này không bị tôn nha. Anh Shaman này thì sao? Mất ai máu à? Nó đánh thì mình sẽ đỡ dùng. 15 máu bị làm chậm. Không, cái này có làm chậm luôn nè. Mình có thể dứt điểm nó được luôn á. Một hit chết luôn. Mình xài cái chiêu tốn 1 điểm thì nó sẽ đẩy về đây nè nha. Cái chiêu này tốn 3 điểm á thì nó sẽ đẩy về tới ô số 3 này luôn. Nên dựa vào cái chiêu thức mình tính toán được nó. Thằng này nó đang bị làm chậm. Thôi ông Hegisa này nếu cần máu me đâu. Rồi dứt điểm nó. Excellent strike. A galvanizing victory. Anh em thấy nhẹ chưa? Còn gác. Đánh giận nó. Hù nè. Ủa sao không hù được nó ta? Không hù được nó rồi. Ây da, chết anh em thắng rồi. Thằng này vẫn bị chón hả? Nãy giờ không để ý. Chết cha, đánh đầu quá. Một điểm thôi. Đã lùi về đây nào. Prudence and time are potent medicines. Rồi, dứt điểm là được rồi đó. Shattering blow. Vile cretins.
Toàn mấy cái đồ chả có giá trị méo gì cả. Ở trên có cái con goblin này sao ta? Ghiền đồ em anh ơi, ghiền đồ anh ơi. Grizzle Smith greets them kindly. Fine work. Ủa? Hết tiền hả? Trời ơi, sao tiền mình bèo dưới vậy ta? Cứu được hai con luôn. Thằng này là hộ vệ 52 cộng nữa có 10 thôi. Thằng này thì ngon, ngon hơn một điểm. Nó trừ 3 power rồi mà power nó vẫn còn 6. Thôi, chia tay một trong hai anh em thôi. Anh em mà mắt lúc đây là anh em thắng CT sẽ ra đi. Một trong hai anh em đã chọn đi. Ủa mà đâu cần như vậy. Bye 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 bye. Mình đợi nó quay lưng lại á, mình nó đi đợi. Lúc đó là mình chiếm ưu thế, sẽ đẩy ba thằng này nó về sau nè. 7 5 9 nè. A bold attack. Bốn đến sáu là năm, năm vừa đủ luôn. Là cái chiều nãy có 66% là hạ gục nó luôn á. Mười hai đám, trời ơi. Nó đỡ luôn kìa. Từ 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 nha. Hai chiêu này hồi máu, chiêu này phép. Thằng này nó đang bị là nằm chậm thôi. Không, cái này chỉ có chảy máu với độc.
Đỡ đòn liền. 16 máu à. Rồi cho nó đánh cái đi, là tuần sau nó chết luôn rồi đó. Rồi thanh niên quay kia mém nữa là bay màu luôn rồi. Quay kia hơn đó nha. Để đánh lỗi con mắt vậy được có 25 tiền hả? Cuộc đời nó khốn nạn. Cuộc đời nó khốn nạn. Rồi về thôi. These footpaths now feel a little more familiar. Đó có 10 gỗ mình xây được cái mới nơi đó. Mấy cái con goblin của mình nó không lên cấp hay là cái gì ta? Anh em thắng CT về hả? Câu này lúc trước hình như cũng trúng giải một lần rồi nè. Đợt tiếp vào quay Tết hay gì á? Gọi là con một máy tính á. This edition will prove useful. Vua Gaider hay là Gaider. Nó tài nguyên rồi. Splendid edition. Đây goblin bây giờ mình đã lên được 12 nữa rồi nè. Cái độ hiếm trong mà cái đền cầu nguyện cộng 3%. Bây giờ mình lên được 30 con goblin luôn, tiễn hết, tiễn hết. Prospects loiter about. Admittance. A promising addition. A promising young fellow. Hết rồi hả? Thắng CT bây giờ có hai cái thắng CT rồi. Trông vợ. Cho ông này hình trông vợ đi. Bây giờ để coi thương gia nó bán vũ khí gì đã. Lò rèn của mình. Shaman Warlock, Bandit, Akutis, Gaider Hunter. Cái lát tùy chỉnh thì sẽ có bốn cái nội tại, tất cả goblin đều có chung một lát thì sẽ share cái nội tại với nhau. Mình có thể unlock thêm cái nội tại bằng cách nhận linh hồn trong cái chuyến phiêu lưu. Cái này là sao?
Cần 5 điểm body. 5 điểm body. 6 điểm body được nè. An appropriate vocation. Thực ra là cái ghế này khá là cùi đúng không? Hai ông này cũng đang đánh tay luôn đó. Ủa, nãy mình còn cây gậy phép nữa mà la. Đâu mất mẹ rồi. Cái này thì chí mạng làm méo gì? Trời ơi. Chí mạng cái này là vô dụng luôn. Rồi lấy đại đi. Just what's needed. Mình rút cái gua với cái shaman. Shaman này mình không cần. Bùi cái wagon. Wagon này nó cần nguyên liệu gì? 10 gỗ. Với mà 10 cái vàng vàng là cái gì không biết nữa. 10 gỗ với 10 cái bó vàng. Xương, xương. 10 10 đá với mà 10 xương. Vẫn chưa đi được mấy cái vùng khác. Có đá nè, chưa có xương thôi. Đi tiếp một cái nữa. Ba gai đờ, ba vua. Tôi nghĩ là mình đi hết cái vùng đất này á, nó mới mở thêm cho mình. Còn hiện tại chỉ có đi bao nhiêu đó thôi. Một số cái chiêu như là hồi máu của mà Shaman á, có thể là tiêu diệt được Undead. Đọc thấy không? Cái mỏ, gu gu là cái gì? Hiện tại thì mình chưa cần Goblin nữa, nên mình sẽ đi đường dưới này luôn. Coi thử cái gu gu là cái gì. Nature's bounty picked clean. Chào Google.
Potential is nothing without practice. Nên Google bây giờ sẽ cho mình ba cái thẻ. Chọn một cái để update. Cái này quan trọng là cái chí mạng đó thôi. An improvement. Ồ, 3 lần nữa. 4 lần máu, được nha. Vũ điệu tử thần nè. Cái đòn dứt điểm lên được có 10% à. Không có tác dụng gì hết. Cái này boost cho đồng minh nhưng mà tới 4 điểm rồi, rất là nặng luôn. Đây cái này đi. Đây là gua nữa. Lên 3 armor luôn. Learn and improve. Thôi, cảm ơn anh Google. Trời ơi, nó đang quay lưng lại à. Zombies, these strong lumbering oaks were once placid, affable even, not any longer. Mẹo của chí mạng. Hồi báo cho nó. Thôi nó đánh một phát chín máu nghe à. Đào vải ra luôn á. Bút cái gì nữa vậy trời ơi. Phải. Hơn nó chết rồi. Hồi máu nha, đây. Tám máu không sao. Skill.
nó bị làm chậm rồi, mình một cơ hội nó dứt điểm nó luôn. Foolish creatures. Trận này căng nha, mới ngay cái đợt đầu mà mình mất máu dữ dằn quá. Đánh nhau cũng chả tới dụng méo gì đâu, đi lấy đồ thôi. Đi xuống anh gu đi, xuống anh gu. Xuống anh gu và nhờ anh úp một đống bài nữa. Chờ anh gu với. Hone their skills, for they will be tested. Cái đá này méo ngon nghẻ vậy cũng. An improvement. Có 10% mà trời. Practice makes the warrior. Learn and improve. Cuối cùng cái bộ gua này là nó cộng trực tiếp vô nhiều nhất. They stuff their packs. These will be put to good use. Bất ngờ chưa? Ủa? Sao không hù được nó ta? Mấy con này thì dễ hơn nãy nhiều luôn. Cái chín máu không dễ nha, quái nó mạnh hơn rất là nhiều luôn á, không chí mạng. Potions and time are potent medicines. Chơi.
Nó chưa chết con nào cả. Tuần 3, tuần 4 là hai con này luôn. First foe is slain. Nhện này chín máu. Hai độc thôi. Rồi, win rồi. Thế ghi ra còn một máu. Méo tuôn được luôn. Nó đang chảy máu thì mình chơi búa kiếm 3 lần. Tí nữa thì anh quay kia là lên dĩa rồi nha. Tí nữa là tím quay kia là bay màu nha, theo ghi ra nhá, theo ghi ra nhá. As the goblins prepare their supper beneath the gray pall of dusk. Giúp đêm thì bắt đầu nấu bữa cho tối là dưới một cái bầu trời sấm sét. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện gần họ, chắc là anh Gugu hay là anh nào đó không? Đây nào thấy không? Orc sits with them by the fire. His craggy smile by the firelight reveals a tired soul. Rồi, chào mừng anh. Years of youth have ebbed. Gấp lên với họ sống thân thiện quá ha. They share stories of menfolk, cruel creatures who creep through the woods like the rot of a festering wound. The orc whispers an old prophecy from the time of the great divide when the world was set asunder, when the last song is sung among the dead, and trees awake where blood is shed. From ways afoul a hero is woken. Reforged shall be the bonds once broken. Cái vôi cái chuyện này nó buồn cười phết luôn á. Tells the tale of a hero promised in legend, one to reunite the broken tribes of monster folk. Before parting, the goblins pledge their friendship. The old orc smiles and invites them to forage with him on the morrow. Ồ, ảnh như vừa là Sun Goku vậy đó. The hinterlands. The hinterland. The once unknown trails no longer seem foreign. Mười đá, 200 tiền, 120 tiền nữa, ngon. Tính ra có 300 tiền chứ ngon nghẻ gì. Let's see what the new day brings. How best to sort the distinguished from the disappointed? Anh em này bá gì? Hút kia á. A promising addition. 503 thế. I have high hopes for this one. Anh bán mỗi cái khúc xương này tới 1.000 tiền lận. Hết tiền anh ơi. Em còn có 400 đồng à. Fair trade. Mm.
Ông cóc nào điện cái YouTube gì này á. Ông điện luôn thẳng cái tên YouTube vô nữa chứ. Bây giờ chuẩn bị các sáng đội hình theo ghi xa 544 được đó, 623 623 thì khá phèn. Trong này máu không ít chữ thiệt nha, 453 cộng lên mới có 12 thôi. Cái điểm này ngon nè. Ồ, anh em quay kè gì kinh gì đó hả? Ba tuổi rồi. Bốn bốn năm thì cũng được đi. 614 này hơi phế nè. Chả xây được cái gì nữa cả. Tranquil home for goblins in the twilight of their lives. Chưa biết cái điểm này lấy ở đâu nên mình cũng chưa có làm thêm được cái gì. Let us not forget those who have gone before. A proper barracks can fuel a strong legion for many generations. Thank you.
Trời, Min có 1 điểm không? À, Min cũng được 4 điểm nè. Có nào Min cao cao không? Con này 444 điều luôn. Đây là 5 điểm được nè. Cái Shaman Gugum này thì bui ở đâu ta? Chưa biết bui ở đâu. Mười gỗ và mười cỏ nữa, mười gỗ và mười fiber nữa thì mới bui được thêm cái phòng này. Mà thôi, hôm nay chắc kỹ ở đây. Có thời gian thì chơi tiếp game này. Sáu bốn chí mạng 18 luôn nè, 15 luôn. Vì anh em quay ke là xài cái chiêu này ngon nè, mới xài cái chiêu một này ngon nè. Cái này lên còn có 14 máu à. Min thì cũng méo cần đánh luôn. Ủa sao không chọn được ta? Thanh niên thắng CT này thì chọn được nè. Còn thanh niên này thì không chọn được. Quy ke này cũng không nữa. Này cũng không luôn. Có 12 điểm thôi nên chắc là bỏ đi, lấy máu bỏ chí mạng luôn, cứ đánh thai bình thường. Không biết khi nào thì cái điểm này mình có thể tăng hay giảm được. Nên em leader này là cũng không tăng hay giảm được điểm nào. Còn thanh niên này thì được thoải mái tới 2 điểm luôn nè. Rồi thôi, hôm nay tới đây được rồi. Có thời gian thì chơi thêm game này. Game thú vị phết đó chứ. Tôi mới chơi được có 4 ngày thôi. Nên bui cái gua với cái shaman nữa, ưu tiên lên. Ông ngọt này yêu cầu mình gặp gỡ ông cái ngọt ngọt gì đó. Đây là cái nhật ký hành trình của mình, 200 tiền à.
Ui, cái wagon đó. Mình vẫn chưa đi được ra khỏi khu rừng nữa hả ta? Rồi thôi, hôm nay ở đây được rồi. Bye bye anh em, có thời gian tôi sẽ chơi tiếp game. Game thú vị phết nha, rất là cuốn luôn. Game này thì trưa ngày mai nó ra mắt rồi. Lúc anh em xem cái video này thì game cũng đã ra mắt rồi đó. Nên hy vọng có cái giá mềm mềm tí để anh em có thể trải nghiệm được game. Rồi, ok, bye bye anh em.